Thân ái mến chào tất cả các cô chú anh chị trên mọi miền tổ quốc đã tiếp tục quay trở lại với kênh Bonsai Lệ Nguyên. Hôm nay em xin giới thiệu một số mặt hàng phô mai chiếu thủy mới về ha. Dạ, giá cũng thì rẻ vừa chơi với mình nha. Mến chào anh Lệ ơi. Mến chào bà con trên mọi miền tổ quốc đã quay trở lại kênh Bonsai Lệ Nguyên của em. Thì hôm nay thì em làm clip là thứ 125 nha bà con. Clip 125 nha, giới thiệu một số loại cây phô mai chiếu thủy lá lớn nha. Giá là nói chung cũng rất là mềm để giao lưu với bà con mình luôn. Qua số điện thoại này là 0772 877278 nha. Thì đầu tiên vô hôm nay là mã số là 1H nha bà con, của clip 125. Đây một cây phôi mai chiếu thủy nha. Loại này thì rất là dễ sống nha bà con mình, cây này người ta cắm nó cũng vẫn sống nha. Ta dâm cành nó vẫn sống luôn. Còn giờ bà con để trong mát tưới nước thôi, hoặc là về mình cứ vô chậu mình trồng liền đi nha. Hàng ngày em bảo đảm cho bà con là sức sống nó rất là mạnh. Rồi mã số 1H nha. Đây cái này để nó được rất đẹp, em đã cắt từ hao về bà con mình thấy cắt chỉnh sửa rồi nha. Chiều cao này của nó nha là 60, thân này của nó là 24 thôi nha. Đây thân 24, đây bông đây nha bà con, đang lên bông luôn nha. Để em đo nồi đế cho bà con. Hoành đế của nó là 87 nha. Đây đế rất là đều luôn nha, đế nơm nha. Đây mai chiếu thủy lá lớn nha bà con, ngu lá lớn mặt hoa nha bà con. Cái này giao lưu bà con giá chỉ 450.000 thôi nha. Đây em bao ship toàn quốc cho mình luôn. Rồi đến với cây số 2H nha. Đây cũng là mai chiếu thủy lớn lớn luôn, đang cho qua luôn nha. Đây này, cắt chiều cao về bà con mình cắt chỉnh sửa rồi nha. Mai chiếu thủy này dòng rất là siêu ha. Chiều cao của nó là 68 nha. Đây thân này em đo là 31. Đây thân 31 nha. Đây cái này thì nó có một cái kết lũi chỗ này nha bà con, lỗi cái này lỗi cái này nha. Đây nên giá em nó thuận nghị luôn cũng 450.000 đồng thôi nha. Đây bao ship toàn quốc cho mình luôn. Rồi đến cái mã số 3. Đây cũng là cây mai chiếu thủy nó lớn luôn. Đây nu nha bà con. Đây cái này to nha. Đây em cặp này em cắt em để chiều thao thôi. Còn bà con không mấy thì mình về mình cắt bỏ nha. Đây hoặc là cái ship đi em sẽ cắt ngắn cho bà con nha. Đây em sẽ cắt như đây. Rồi chiều cao này của nó là 65. Đây thân này em đo là 30 nha. Đây thân 30 cây một cốt nha. Đây rồi mã số 3H nha. Cái này giao lưu bà con giá 500.000 thôi. Đây 500.000 đồng thôi nha. Đây giá là thương này cho bà con mình chơi luôn. Rồi đến với mã thứ là 4H nha, cũng là cây mai chiếu thủy luôn. Đây lá lớn luôn nha, rất là đẹp nha bà con, đấy rất đẹp nha. Đây, chiều cao em đo tới mặt thân của nó là 50. Đây. Hoành em đo ngay cổ rễ nha. Đây hoành vị trí này của nó là 31 nha bà con, 31. Hoành đế này của nó là 100. Đây đế rất là đều nha bà con. Đây đế chảy đều luôn. Đây cây rất đẹp nha, giá 600.000 thôi. Đây giá mềm cho bà con mình dễ chơi luôn, và hữu nghị nha. Mặt hàng bên em bán nó đều và bao phí ship hết nha bà con. Thì bà con cứ yên tâm khi mà vấn đề mua hàng bên em. Đây, kế đến là mã thứ 5. Đây thứ 5H nha. Đây giá này nói chung là giá em bao rẻ cho bà con luôn nữa nha. Đây, chiều cao là 65. Đây, cái này để nó cũng rất đẹp luôn. Hoành này em đo là 26 nha. Đây hoành 26 thôi. Đây rất đẹp nha. Đây, mã số là 5H. Rồi cũng 600.000 bao ship toàn quốc cho mình luôn nha. Rồi đến với mã 6H nha. Đây cái này đế nơm luôn đây, rất đẹp nha bà con. Bông một trắng rất thơm nha. Hôm nay về bà con mình cắt lại, còn lên mình chơi bonsai rất là đẹp. Mình đem về mình chỉnh lại theo ý của mình nha bà con. Chiều cao này em đo là 60 nha. Đây em đo quanh ngay căn cụm này đi, 35. Nồi đế của nó là 78. Đo vị trí thân trên đây luôn đi anh. Đây em đo thân cuốc trên đây luôn đi. Thân trên này của nó là 19 nha bà con. Mình thân trên là 19 nha. Rồi mã 6H. Rồi cũng 600.000 thôi. 600.000 bao phí của mình luôn. Đây, giá là bao rẻ luôn, bao ship luôn nha. Rồi đến với mã là 7H nha. Đây cây này mình đế nó rất là khủng nha bà con, rất đẹp nha. Đây nguyên nồi đế nó luôn. Chiều cao của nó là 50. Đây hoành này em đo là 26 nha. 26. 26.
tổng ngồi đế của nó là 90. Đây, mấy cái này kích sống nó rất là mạnh nha các bạn. Cái này để thể chịu cho cái sổ bánh kèm 20. Đây, cái này không kèm nha. Rồi, cái này giống lâu rồi, con kéo 700 ngàn thôi nha. Đây, 700 ngàn thôi luôn. Tao xếp bao kẻ cho con mình luôn. Rồi, đến cái mã thứ 8. Đây, cái này rất đẹp nha. Đây, cái này con cũng không biết trụ trình thiên. Rồi, chiều cao của nó là 85. Thân này em đo là 26 nha. Đây mai chiếu thị nó lớn nha con. Đây thân 26. Rồi đấy cái này cái tổng của nó đây. Rồi đấy tổng là 125. Rất là khủng luôn. Đây cái này rất là quyết nha. Đây đẹp giá 900 ngàn bao ship cho toàn quốc của mình luôn nha. Đây giá dễ chơi luôn. Hôm nay thì cái loại phai mai chiếu thị này thì em mua được cái giá mềm nên giao lưu giá mềm cho bà con mình luôn nha. Đây mã số là 9H nha. Cây mai chú thủy nó lớn luôn, cái này nhỏ nhưng mà nó bồ đế nó rất là đẹp, rất là duyên luôn. Chiều cao là 60. Rồi, thân này của nó là 22 nha. Thân 22. Tổng nồi đế của nó là 82. Đây, đế rất đẹp nha bà con. Đây, cây này quýt nha. Đây, nhỏ mà nó làm nó gọn mà nó đẹp luôn. Đây, mã số 9 nha, cây này giao lưu 700 ngàn thôi nha. 700 ngàn đâu. Đây, 700 ngàn bao ship cho mình luôn. Rồi đến với mã số 10H. Đây, cây mai chú thủy luôn, cây này nó bị cũng hơi lỗi rồi. Cái thằng nó nu hết trơn thân luôn nha bà con. Này là sức sống bảo đảm nha bà con. Chiều cao của nó nha là 65. Thân này em đo một thân này là 20. Đây, hoành đế này là 74 nha. Cây này về mình chỉnh sửa dáng mẫu tử rất là đẹp nha bà con. Mẫu tử rồi nha, rất là đẹp nha. Em cắt trừ hao cho bà con mình thôi. Cây này thì nó bị lũa nha bà con. Lũa phần mày nha. Đây em quay cho vị trí lũa cho bà con mình xem luôn. Đây bà con xem kỹ giùm em. Rồi. Đây lũa đó nha. Cây số 10. Cái này giá hữu nghị cho bà con luôn, bị lũa thì giá 450.000 thôi nha. 450.000. Đây mã số 10. Rồi, kế tiếp đến mã số 11 nha. Đây cái này thì rất là to khủng luôn đây. Mã số 11H. Bà con mình về để che cái nhánh hình sữa dáng nhân nhân cũng rất là đẹp. Chiều cao này của nó nha là 78. Cái cành này đem đâu cành phóng ra cho bà con. Cành bay này ra là 60 nha. Đây, thân em đo ngay eo luôn là 37. Rồi, tổng nồi đế là 128 nha. Đây, mai chiếc thủy nó lớn luôn, nu nha bà con. Nu cục cục nha. Đây, nu nhắn luôn. Đây, rất là đẹp nha. Rồi cái này giao lưu với bà con là giá chỉ là 800 ngàn thôi, bao ship toàn quốc luôn. Cái này cũng rất là nặng nha bà con. Đây giá cũng rất là mềm luôn. Rồi đến cái mã 12, cũng là cây mai chú thủy nữa nha. Đây 12H, một cây một cốt luôn. Chiều cao của nó là 70. Đây. Rồi thân em đo ngang eo này nha. Ngang eo này là 28 đi. 28. Quạnh đế của nó là 65. Đây cây một cốt nha, cây này nó cũng bị lỗ nha bà con. Đây cây này bị lỗ nha, giá cũng rất là mềm cho bà con, mình luôn 450.000 thôi. Đây bao toàn bộ ship cho mình hết luôn nha. Thằng này bảo đảm cho bà con là rất là dễ sống, bà con yên tâm nha. Rồi đến cái mã 13H nha. Đây cây lâm dồ cho bà con. Cây này đến thành chậu luôn. Giờ bà con mình cũng sửa sơ thôi, cây này có thành dáng thú rất là đẹp nha. Đây. Chiều cao của nó là 85. Tán ngang là 50 nha. Đây giá mà bao mình rẻ cho con rất mềm luôn. Vành này là 40 thôi. Ăn 40. Tổng nồi đế nha là 73. Đây giống như một con thú luôn. Giống con thú đang ngồi luôn nha, rất là đẹp nha. Mã số 13. Đây cái này giao lưu với bà con giá cũng chỉ là 700 ngàn đồng thôi, bao ship cho mình luôn. Đây giá rất là phụ nữ luôn nha. Cái này ngoài to lắm nha con. Rồi, tiếp theo là mã thứ 14 nha. 14 này là một cây thanh nhãn. Đây, thanh nhãn này thì giống trái nó rất là to, ăn rất là ngọt nha. Lá đây, nó cũng khá là dày nha bà con. Vào kỹ cái lá này, lá bầu nha bà con. Lá hơi bầu hơi. Cây thì cây này hàng thần chậu nha. Mình em đã bứng ở thần chậu. Cái này thì bà con mình lên Google tìm hiểu thêm giùm em. Bấm cây thanh nhãn nó sẽ đầy đủ thông tin hơn nha. Trái thì ra tự nhiên hàng mỗi năm nha, theo mùa. Mình không cần để trái thì tự nó ra thôi. Đây thanh nhãn nha bà con. Chiều cao là 70, tán rộng là 72 nha. Đây,
Thân này em đo trên này là 12 yếu chút xíu đi, 11. Cây hình chậu nha. Đây một cây thanh nhãn, cái này giao lưu thì giá 400 ngàn thôi. Đây một cây thanh nhãn, giờ bà con mình trồng mà có trái luôn nha. Cái giống nhãn này hiện tại giờ nó cũng trên thị trường cũng rất là mắc nha bà con. Rồi đến với mã 15, 16 nha. Là một cặp Sigo. Đây Sigo này là Sigo hình chậu luôn. Sigo ương hột nha. Đây Sigo trái luôn nha, mình chơi kiển được luôn. Chiều cao của nó là 47. Tán rộng của nó là 35 nha. Đây cái củ này của nó còn nhiều cái em nha bà con. Bà con moi củ lên, nó gần là một củ nha. Cây hơn hộp. Đây Sigo nha. Đây một cây thì giá là chỉ 200 ngàn thôi nha. Một cây 200 ngàn, một cặp thì 400. Đây cũng nghị cho mình luôn. Rồi tiếp theo là mã 17 nha. Là một cây khế, cây khế Nhật nha bà con. Đây cái Nhật cái lá nó nhỏ và nhuyễn nha. Cái này là cây riêng. Đây cây này được con cái là bồ đế rất là đẹp nha. Còn cây nhất nữa thôi. Cây này cũng là cây cuối clip nha. Chiều cao của nó là 48 nha. Thân này em đo là 35. Đây thân 35 nha. Tổng cái nồi đế của nó luôn 90. Cây này đế rất là đều, đế xỏm luôn. Cái Nhật nha bà con, mình về mình nuôi thời gian mình vô dây nha, mình chơi nha. Hàng bonsai. Kích lỗ này mà sành cứng rồi không sao. Đây, cây thường chậu. Rồi mã 17 nha. Cái này cũng là cây cuối clip ngày hôm nay. Em báo giá cái này có giá là 800 ngàn thôi nha. Rồi cái này cũng là cây cuối clip ngày hôm nay. Em cũng xin cảm ơn bà con đã xem kênh và ủng hộ kênh nha. Và em xin hẹn lại clip tiếp theo ạ. Xin chào. Thân ái mến chào tạm biệt quý bà con. Và hẹn gặp lại quý bà con vào những clip mới nhất tiếp theo nha. Em xin chân thành cảm ơn ạ.